kìa. Hai cô đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân đứng lại đôi câu chuyện trò. Chuyện trò gì mà chuyện trò, nhà ngươi mau tránh kẻo ta la làng đấy. Ơ kìa, làng chớ vội vàng, chủ ta chỉ muốn gặp mặt mà thôi. Thôi gì mà thôi, thơ mới trẻ văn, đã học dốt rồi lại còn đòi làm thơ. Ngươi nhìn xem, ngươi giống con gì? Ý làng bảo sao, ta giống con gì? Giống... Con bò. Con bò cũng được chẳng sao. Miễn sao, ta giữ hai làng ở lại để cho chủ ta gặp mặt. Gặp mặt cái gì mà gặp mặt, ta đã nói là tránh ra, chúng ta không rảnh để gặp chủ nhà ngươi. Mà chủ nhà ngươi là ai, tại sao lại thích gặp chúng ta? ta đây chủ là ta đây. Chào hai nàng xinh đẹp. Chạy đâu vậy ông ơi? Cái gì sao mày lôi tao? Con đã tìm cách, hai cô đến ở con giữ lại chân đúng như theo lời ông dặn đấy ạ. Dạ. Cầm cái mồm lại. Mày lúc nào cũng bô bô, làm thì không được kể cơ chứ. Bây giờ thế này, mày tìm cái chỗ nào ở trong kia nó đẹp đẹp để ta cùng hay làm nhâm nghi. Ông ơi. Cái gì? Đây là chùa, mà theo con ấy, chùa là không được trăng hoa đâu ạ. Mày nói nghe cũng có lý, chùa là không được phép trăng hoa, đúng không? Nhưng mà không sao, không sao. 49 chưa qua, 53 đã tới. Ông qua cái tuổi 53 rồi. Không phạm đâu. Bây giờ thế này nhá. Dạ. Mày vào trong kia tìm cái chỗ đẹp để ông với nàng nhâm nhi, biết chưa? Ôi nàng ơi, lại đi với tao. Lại lại đi mà. Đa tạ anh Hiền đã cứu chị em chúng tôi. Thì ta thấy ngứa mắt cho nên ta mới làm như thế. Chúng tôi xin phép. Dạ. Hồng ơi, ba hồn bảy vía. Ôi Hồng ơi, ôi con ơi, mày còn sống hay chết hả con? Ôi trời ơi con ơi, sao mày nhầm đúng con đi chơi nào con ơi? Ông ơi, hả? Con chưa chết đâu. Mày chưa chết hả? Đỡ con xuống với ông ơi. Con đỡ mày làm sao được? Ôi, mày xuống đỡ nào? Mày xuống đỡ nào? Nào! Ôi trời ơi, xuống, nhanh lên! Xuống! Cho cái đầu xuống trước, nhanh lên! Nào! Ôi mày đè bẹp ông rồi con ơi. Ông có sao không? Ôi trời, mày đè không đau quá con ơi. Ông ơi, mà con nói thật với ông nhá. Sao? Ở cái làng này thiếu gì con gái, ông thích con tìm cho cả rổ. Mà ông có biết ở cái làng này ai là người xinh đẹp nhất không? Đứa nào? Con nhà ai? Con mẹt nhà ông Tránh ý, nó vừa trắng trẻo, lẳng lơ nhất là. Con nói thật với ông nhá, nếu mà nó không phải con nhà ông Tránh ý, thì con chả xin chết từ lâu rồi ạ. Chết cái mặt mày. Vâng. Này, mày là cái thớ gì mà chết mày? Cái con mẹt nó xinh đẹp như vậy nhá, chỉ xứng với ông mày thôi. Dù dẫu ông mày á cũng là chức xa trong làng, thấy chưa? Nhìn thấy hai cái ả kia mà ông mày cái tiếc của giời. Cứ như bướm lượn bên hoa mà chân tay ông nó cứ buồn rộn. Dạ tiếc thì tiếc thật à. Nhưng mà theo con ấy, ông là người có quyền hành to nhất ở cái làng này. Đúng làm rồi. Sao mà ai sánh được ạ? Bây giờ thế này. Dạ. Mày đưa ông vào chùa, nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ông tha cõng nhá. Dạ. Mà làm cái gì thế hả? Dạ con sai gì em hả? Mày đi lấy cái yếm đào con thích nhất ra đây. Dạ cô ạ. Của cô đây ạ. Đứng đây trông cho cô. Dạ em mời cô ạ. Ừ.
Làm sao thế? Không hợp à? Cô đẹp. Cô đẹp như tiên giáng trần ấy. Còn con thì... Con mày làm sao? Nhìn con trông chán không? Giới ơi! Nhưng mà... Cô đẹp thật à? Trong làng này ai dám so bì sắc đẹp với cô? Thế nên cô còn đẹp hơn cả tiên giáng trần. Đến cô mà ngắm cô mãi còn chẳng thấy chán nữa là... Cô đẹp lắm. Thôi, đi mau, nhanh lên. Dạ. Mình ơi. Ôi. Em đây cơ mà. À, đâu, đâu, bên đấy à? Úi giời. Úi giời, thơm thế. Tôi chỉ cần ngửi thấy mùi mồ hôi của mợ ba là tôi biết mợ ở đâu rồi. Đâu rồi? Đâu? Đây, em đây. Đâu? Đây. Nào, đi ra đây. Đây rồi. Úi giời. Trượt rồi, mợ ở đâu rồi? Em ở bên này. À, bên đấy à? Ngửi thấy rồi. Hôm nay mà tôi bắt được mợ, tối nay chết với tôi nha. Đây cơ mà. Đâu, đâu? Đâu, đâu, ở đâu? Đâu mà hướng nào? Úi giời ơi. Ôi, đâu rồi, chưa kìa. Bắt tôi mà dễ như thế à, tôi ở bên này cơ mà. Đâu mợ ơi, đâu rồi? Mợ đây rồi. Úi giời ơi. Đi sao đây? Mày làm cái trò gì đấy à? Nãy đến giờ ôm phải cái con hầu nè. Con hầu, con hầu. Con này, mắt mày để đi đâu? Mày có nhìn thấy gì à? Mày thương cái mồm mày lên chứ à? Hay là mày thích ông đúng không? À, đấy. Liệu có thật hồi người ta không? Dạ không ạ. Con chỉ sợ ông bị ngã thôi ạ. Này, tôi với bà chơi cái trò bịt mắt bắt dê vô nhầm là cái chuyện bình thường. Nhầm cái gì? Nhầm có vấn đề gì đâu mày. Thôi. Cái gì? Trai, con muốn... Con muốn đi đâu? Trời ơi! Cái gì? Cha ơi, cha, con muốn... Đấy, đấy. Chắc là muốn đi ra hội chứ gì. Này, bây giờ chẳng còn hội nào nữa đâu nhá. Con muốn đi ra chợ, con mua sắm một ít đồ. Bây giờ gần Tết rồi, cha có muốn mua gì không thì con mua luôn. Thôi khỏi, đồ của ông ấy là tôi mua đầy đủ hết rồi. Cô muốn mua cái gì đi ra đấy tự đi mà mua đi. Này, tôi hỏi mợ ấy sao mà mợ cứ nhảy vào mồm tôi nhé. Này, nói gì đấy hả? Việc của mợ à? Mợ không biết mợ là người thua à? Thôi, tôi xin mợ, thầy xin con. Thôi gớm lắm. Nhưng hai mẹ con là hơi tí là cứ chành chuệ. Thôi rồi, cho con nó ra chợ, có vấn đề gì đâu. Rồi, con gái yêu của cha. Con ra chợ chứ nè. Vâng ạ. À, cha cho con tiền, con đi chơi chợ. Ê, từ từ, cha xem còn nhiều không? Ôi, còn rất nhiều. Thôi, cha cho con 3 đồng nhá. À thôi, 1 đồng thôi. Cha lại 1 đồng. 1 đồng là mua thoải mái rồi. Không. Con cứ mua xả láng đi. Như này thì mua cái gì? Con bị ốm rồi đấy này. Con cứ mua xả láng đi cho thiên hạ họ lác mắt ra. Thế này thì cũng vẫn còn hơi ít nhưng mà thôi cũng được bạn nhờ. Có lấy không? Có lấy không? Dạ, con chào ông ta. À, rồi đi nhá. Mày lượn luôn cái nước trong. Từ từ, con bận lại cho bảo. Lại đi. Này, mày phải bám sát cô. Kể cả nửa bước cũng phải theo nhé. Dạ. Mày biết rồi đấy. Dạ. Con gái cưng của tao là quý hơn vàng. Nhớ chưa? Dạ thưa ông. Để ý cô cẩn thận mà. Dạ, con chào ông. Đi đi. Đi. Để ý cô vào nhá. Giỏi à. Rồi, hơi tí này. Giỏi à. Tôi không nói chuyện với ông. Dạ. Mỗi lần mở cái trời à, tôi chóng hết cả mặt. Tôi nói với ông biết nhá, tối nay nhá, tôi chóng nhịn luôn đi. Ấy thôi, đừng, sao lại thế? Ông chiều chuộng nó quá nhá, rồi á, nó đè đầu, nó cưỡi gỗ tôi đi này. Này, uống cốc nước cho nó hạ hỏa. Tôi hết nóng nè. Không uống. Không uống. Bà cứ hay chuẩn chuyện với con. Mà bà biết rồi đấy. Tôi lấy rất nhiều vợ.
nhưng duy nhất chỉ có một đứa con mà nó xinh đẹp như thế. Sau này nó lấy được người quyền cao chức trọng, lúc đó nó không quên tôi với bà đâu. Nhưng mà này, lúc đấy tôi với bà chỉ có ngồi mà hưởng thôi nhá. Này, đúng không? Không biết đến lúc đấy nó có quên tôi không nhỉ? Mẹ quên làm sao được, con cái làm sao mà quên được. Giờ uống nước cho nó hạ hỏa, uống được chưa? Uống được rồi. Có cái cốc thừa, uống cốc này này. Đưa đây, đây. Ưu tiên lắm đấy. Ghét. Ghét gì? Thế này, thế tối nay canh ba nhá. Từ từ thôi. Nghẹn. Tôi nghẹn, tôi cứ nghĩ đến canh ba là tôi nghẹn đấy. Làm cái gì đấy? Em đang cắt cỏ. Vào đây anh bảo. Bảo gì em ạ? Thì cứ đi vào đây. Sao lại phải vào đấy ạ? Anh cho Cúc mấy quả roi. Dạ có quả. Cúc xin. Này. Dạ. Anh chắc thương Cúc lâu rồi. Cúc cho anh chắc thơ một cái được không? Ừ, không được. Đi. Đã bảo là không được rồi. Này. Anh vô. Cho cô xin lỗi nhá. Nào. Thôi. Đỡ anh xuống nào. Thôi, U Cúc đừng giơ tay lên nữa. Mà sao em có một cái sức mạnh nó phi thường thật đấy. Cúc chả hiểu sao mỗi một lần Cúc tức ấy là tự nhiên cứ như là có một cái sức mạnh gì đấy khủng khiếp cực. Thế cơ à? Cho anh Phát nghe nhá. Cẩn thận anh Phát. Cúc kể cho anh Chất nghe nhá. Hôm vừa rồi ý, lúc mà thầy Cúc mổ lợn ý, gặp đúng phải con lợn nó hung hãn, nó định tấn công thầy Cúc. Thế là Cúc điên quá, Cúc chỉ thẳng vào mặt nó. Cúc tát cái này một phát, chẳng hiểu sao con lợn lăn đùng ra chết luôn. Thế là thầy Cúc chẳng cần phải chọc tiết nữa, cứ thế mà mổ luôn. Thế cơ à? Vâng. Anh Chất không tin à? Cúc thử cho anh Chất xem nhá. Thôi, Cúc ơi. Cúc bỏ cái bàn tay xuống. Này. Dạ. Anh bảo này. Ở chỗ này ấy, có mỗi hai chúng mình. Anh Chất nói thật nhá. Anh Chất thương Cúc. Mà Cúc mà không lấy anh Chất nhá thì anh Chất nhá sẽ không lấy vợ nữa. Anh Chất sẽ ở một mình. Thật không ạ? Cúc không tin anh à? Anh thương Cúc. Cúc cũng thương Chất nhưng mà Cúc sợ lắm. Từ lần sau anh Chất đừng làm như thế nữa nhá. Không. Anh Chất không thương Cúc nữa à? Không phải thế. Anh Chất nói thương Cúc đến hàng nhiều nghìn lần rồi. Bây giờ nhá, anh Chất sẽ nói lại nhá. Vâng. Anh Chất thương Cúc. Anh Chất thương Cúc. Anh Chất thương. Anh Chất bé cái mồm thôi. Anh định để cho cả làng biết là anh thương Cúc à? Cả làng nghe thấy thì càng tốt chứ sao. Nhiều người làm chứng được cho
tình yêu của chúng mình. Không, Cúc ngại lắm. Mà anh bảo Cúc này. Dạ. Cúc nhắm mắt lại đi. Sao lại phải nhắm mắt ạ? Ờ thì Cúc cứ nhắm đi. Vâng ạ. Nhưng mà không được để ý đâu nhá. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trêu tức người ta. Nào, bà chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Ờ, đây. Cầm nốt này thì bà đi chợ đi này. Đây, để đây tôi. Bà xem lại cái thủ lợn xem. Hôm nay nó cười trông mãn nguyện lắm đấy. Ôi giời ơi, gớm. Tết nhất rồi có khác. Mọi hôm tôi cậy mồm ông cũng chẳng hé một câu nào nhỉ. Ấy thế mà hôm nay lại nhìn ra cái thủ lợn nó cười mãn nguyện. Này, thủ lợn của tôi, nó giống tôi, nó phải tươi giống tôi chứ. À, đúng. Thôi, bây giờ mẹ con tôi đi ra chợ đây nhá. Rồi, bà đi đi. Mẹ đi đi, không có trưa rồi đấy này. Thật trưa lên. Mẹ có gánh được không? Ừ, còn cái mẹ lớn rồi. Ồ, cẩn thận con nhá. Nào, rồi. Này, ông này. Ông vào ở nhà nhá, thì ông giết luôn cho tôi cái con lợn thề ở trong chuồng nhá. Tối nay là tôi phải gói giò cho ông Lý đấy. Rồi, nhá, rồi, nhá, rồi, nhá, rồi. Tôi đi đây, chợ đi, đi, bà, đi. Thôi. Bố, tay bố máu me như thế này là bố thịt lợn rồi à? Sao bố không chờ con về thịt cùng? Ừ thì tiện tay bố làm luôn. Nhưng mà mày đi đâu về mà mặt mũi quần áo bẩn thỉu như này? Con đi qua đình thấy thằng hầu nhà Lý Hách trêu gái, thế là con tiện tay cầm chân ném nó xuống ao, bẻ cổ như là cổ lợn luôn. Ôi, thế tôi có làm sao không? Tôi không sao, không chết nhưng mà chắc là tật. Ôi giời, con đúng là dư sức khỏe thật đấy. Thôi, đói quá, con vào con kiếm gì ăn đây. Làm sao? Là cái gì nữa? Sao? Nhà có mỗi là con trai mà toàn ăn thịt của con rồi, không để lại cái gì để toàn đậu để ăn làm sao có sức. Ôi giời ơi, con với thằng cái, ông phải làm thịt mày như con lợn kìa. Mày không được cái việc gì cả, chỉ được cái giống tao như con lợn. Đợi. Thôi, bây giờ mày đi ra chợ, muốn ăn cái gì bảo mẹ mày mua cho. Ăn xong rồi ở đấy phụ với mẹ mày bán thịt. Nhớ chưa? Đi đi. Không làm cho bố nữa. Trời ơi. Ơi. Con chả cái. Sư. Ai thịt lợn đi? Ai mua thịt lợn tươi, thịt lợn mới, thịt lợn bết đi ạ? Con mua thịt lợn cho cháu ạ? Dạ vâng ạ. Ai mua thịt lợn đi, thịt lợn vẫn còn ấm. Ai mua thịt lợn tết đi ạ? À? Chị ơi, chị mua thịt lợn cho em với. Ai mua thịt lợn không ạ? À? Anh Chất, anh đi đâu đấy ạ? À? À, em biết rồi, anh sang mua thịt lợn cho em chứ gì. Anh chọn đi ạ. À? Nhưng mà để chiều tôi bán được hàng lại nhá. Tôi mua thịt nhé. Vâng ạ. Mà công nhận là bưởi với cả chuối nha anh bán, vừa to lại vừa ngon anh nhỉ. Hôm nào à, thôi để chiều em bảo U em sang, U em mua cho anh một ít nhá. Này, cái gì đấy ạ? À? Cứ cần mày đi trẻ làm đấy. Cần nóng. Cứ ăn đi. Sao anh biết là em thích trẻ làm? Thì biết rồi. Này, nếu như chiều mà chưa bán hết bưởi, tôi tặng Cúc một quả nhá. Nhưng mà thôi,
bưởi thì anh cứ giữ để anh bán đi. Em nhận trái lam là được rồi. Thế bán hàng đi nhá. Vâng vâng, em chào anh ạ. Đứng lại, đứng lại. Mày sống ông đi đâu đấy hả? Ông bảo con công đến chợ gì nữa. Mày mù à? Đây là chợ rồi. Ôi trời, ôi trời, mệt quá. Tao ngồi trên lưng mày mà tao mệt lạ cả người đâu ạ. Ông ngồi trên lưng con mà ông còn kêu mệt. Này, tao hỏi mày, thế đêm hôm qua mày làm gì mà mày cõng tao có một đoạn mà mày thở như bò đấy hả? Đêm qua con xay lúa cả đêm. Mày xay lúa à? Vâng. Ôi được rồi, con mày đứng lưng không? Mày giết tao đi à? Con xin lỗi ông, con nhỡ tay ạ. Con cứ nghĩ là con xay lúa. Mày nghĩ là mày xay lúa à? Vâng ạ. Hẳn ngu, thôi đi. À quên. Dạ. Ông thích ăn chuối. Mày ra mày lấy ông này chuối. Ông để con lấy ạ. Cấm ý kiến. Quái lạ. Trời vừa nắng chang chang, giờ lại mưa. Cứ như là gái 17 tổ chức. Mà cái làng này lạ thật. Mưa xuống là chợ vắng hoẹ. Không có người nào đi chợ cả. Không có người mua hàng. Tao mua. Đúng không? Dạ đúng. À, hàng nhà mày lắm thứ nhỉ. Dạ con chào ông Lý ạ. À. Ông Lý mua gì đi ạ? Ở đâu? Dạ. Mày thích lấy cái thứ gì? Con phải lấy. Dạ. Con đội ơn ông ạ. Lấy thêm quả nữa. Dạ. Dạ đây ạ. Ta đi. Dạ dạ. Sao? Ông Lý với cả anh Hầu mắt bé chưa trả tiền. Cái gì? Ông ơi, cái thằng chót này lại dám đòi tiền ông. Mày có biết ông Lý Hách là ai không? Em biết chứ. Nhưng mà em đóng thuế cho làng đầy đủ, rồi em còn đóng thuế chợ thì em buôn bán, thì anh lấy bưởi của em thì anh phải trả em tiền chứ. Đóng thuế. Này, mày biết tao là ai không? Mày nói lại đi. Ông nghe nó chưa thủ lỗ tai. Mày nói ông nghe nào. Ông ơi, con nghĩ thằng chót này nó không muốn ở lại làng, theo con ông lên tống cổ nó ra khỏi làng. Vâng. Ông Lý ơi, thời tiết mà nó cứ ẩm ương như này, ông ăn thêm quả bưởi tốt sức khỏe ạ. Dạ. Chăng thì thế. Thôi được rồi, tao đi. Anh đi. Anh đi đâu đấy? Đi ra chợ. Mẹ với cả cái Đào đâu? Mẹ với cả cái Đào bán thịt ở chợ xóm đông rồi còn gì. Cho anh tiền, anh đi ăn bánh cuốn. Làm gì còn tiền, từ sáng đến giờ em đã bán được cái gì đâu. Hay là anh ăn tạm chỗ lòng nhá. Ăn lòng chán lắm. Ngồi đợi chờ. Béo lúa rồi. Chào nhà quán. Cháu chào ông ạ. Ông mua thịt cho cháu ạ. Sao lại gọi tao bằng ông? Anh thôi. Dạ. Ờ. Dạ. Cái chỗ lọc này ngon. Lấy này. Dạ vâng ạ. Ông con mình cũng nhậu. Dạ. Dạ. Ông cho con xin tiền ạ. Hả? Tiền à? Này, xin đáo để nha. Thế mày tên là gì? Con tên là Cúc ạ. Tên là Múc? Cúc ạ. À, Cúc là chị con Đào. Không hiểu rồi. Xinh đáo để. Lên tiền à? Được rồi, cứ từ từ để ông đưa. Ông sẽ đưa tiền. Cái gì? Ông ơi, tiền ạ. Bỏ ra xuống. Tiền đây. Tiền. Dạ, con xin ạ. Xinh đáo để, cho ông đi nhá. Dạ vâng ạ. À quên. Không. Dạ. Cái này là cái gì? Thịt đâu ngại. Thịt. Cái thịt này mà mang mày mà luộc thì ăn cái sôi thì vâng luôn ạ. Đáo để. Thế ông xin nha. Ông ơi. Dạ vẫn còn tiền ạ. Tiền à? Tiền thịt ạ. Tao nợ nhà quán. Không sao tao trả. Thôi tao về. Ông. Mày thả ra mày bóp. Gãy tay ông bây giờ.
Ông Lý ơi, cái này, cái chỗ thịt lợn này ấy, là nhà con để bán, chứ không phải là để cho đâu ạ. Ông cho con xin tí. Tiền như mà tiền, hôm nay tao nợ, tuần sau cũng trả. Ông Lý. Bác. Ông ơi. Ông ơi. Ông nhớ ra rồi. Dạ nhá. Ông ơi, theo con, chỗ lòng là đủ ăn rồi ạ. Thì giả nhá. Ông giả đi ạ. Thôi được rồi, thế thì ông giả. Tôi nhận quán nhá. Thôi tao về. Mà tao nhìn cái thủ lợn này là... Ê, ông nói ai đấy? Hả? Ông nhìn cái miếng thịt để ngon. Nhưng mà không thấy ngon, ông không mua đâu. Thôi ông về. Ông ơi về. Nhớ là phải nộp thuế cho đầy đủ nhá. Về. Tổng tiếp. Thì cứ trả cái nhà ông Lý hết. Cứ cậy làm quan lớn, hà hiếp dân lành. Từ lần sau á, cứ cạch cái nhà mặt em ra nhá. Nếu mà có chuyện gì nhá, em bảo anh trai của em xé xác ra anh nhờ. Rồi nhưng mà bây giờ đang đói, cho xin tiền em một chút. Đây. Một trinh. Thêm trinh nữa mới đủ no. Thế mà làm sao không béo? Anh về sớm nhá. Rồi, rồi nghe đây thôi. Bánh cuốn, bánh cuốn, bánh cuốn. Bánh cuốn, bánh cuốn, bánh cuốn. Như việc hả anh? Đến đoạn này nhanh lên. Ôi ôi, mày làm ông xin gã. Ông ơi. Hả? Ông còn quên gì ở trong chợ không? Quên cái gì mà quên? Hả? Tao ấy còn đang cho anh cú. Nha. Mày biết không? Dạ. Dù gì thì dù, ông cũng là lý trưởng to nhất cái làng này. Mà lại sợ cái thằng khổng lồ như con voi à? Hả? Sợ gì mà sợ? Ông ơi, cái gì? Nhục thì ai chẳng biết nhục. Nhưng ở đây là sân chợ, chứ không phải sân đình. Theo con nghĩ, cố nhịn đi một chút, rồi mình tìm cơ hội trả thù sau. À, nhịn à? Vâng. Mày nói cũng có lý. Thôi được rồi, đã thế nhá, ông nó cho ăn 3 ngày Tết, sau đó sẽ xử lý nó. Bây giờ thế này, tao với mày vào chợ xem nó làm gì. Đi. Vận này, ta thì ta cũng chả để ý gì đến mấy cái thứ ở trong chợ này đâu. Nhưng mà em thích mua cái gì thì... con Vận lại tạt vào hàng quán ở đâu rồi? Vận! Úi dồi ôi! Lấy bánh cuốn này ăn đi. Gớm, cậu cứ từ từ mà ăn. Ăn ngấu ăn nghiến thế đi. Tôi nhìn tôi cũng thấy thèm. Phải nói là cả cái chợ này ấy, mình hàng bánh cuốn của cô là ngon nhất ấy. Cậu chỉ đúng là thằng đần. Cả cái chợ này có mỗi mình nhà tôi bán bánh cuốn. Thế cậu khen ngon nhất thì còn cái hàng nào để cho cậu so sánh nữa không? Cô nói cũng có gì ấy. Rượu à? Ừ, rượu. Cậu đúng là thằng đần. Chỉ biết rượu thôi, không thích gái à? Gái nào? Thì mẹ, con nhà ngài Tránh Đồng kia kìa. Đâu? Kia kìa. Tầm cao người ánh sáng nào ai còn thức với sao khuya, có nghe tôi hát tôi tâm sự chuyện kể dân gian dưới đình làng. Như làn gió xuân bay qua khoảng trời, như dòng suối xanh vờn qua vách đá,
tiếng cười dân gian mãi còn đó với ngày xưa và với hôm nay. Bạn tình ơi, ta lật những trang đời, xua lớp bụi thời gian, tìm về viên ngọc sáng, nghe tiếng cười trong trẻo, tìm vui. Thế thầy, hôm nay thầy định kể cho chúng con nghe về cái gì đấy ạ? Chuyện thế gian muôn màu muôn vẻ, kẻ khóc người cười, chỉ tà ấy vinh hoa. Có kẻ ngu ngơ thành ra lại lộc, bởi thánh nhân luôn đãi kẻ khu khờ. Này, thánh nhân lại đãi kẻ khu khờ. Thầy ơi thầy, thầy nhìn con có khu khờ không ạ? Nhìn mặt mày khôn như cẩu bảo là khu khờ. Con mới là khu khờ thầy nha. Á, khu khờ. Biết gì? Cậu khôn như cẩu ý mà lại gọi là khu khờ à? Đây là cậu này. Phải nói cậu Hiền, con bà Hòa bán thịt lợn ở cái làng này đấy. Đúng rồi, phải là anh Hiền cơ. Chả biết gì. Thằng Hiền đâu? Thằng Hiền đâu? Con chào ông Tránh ạ. Dạ. Con chào ông Tránh. Ông Tránh ạ. Chúng mày có thấy thằng Kho, con bộ Hòa nó ở trong chùa không? Dạ không ạ. Không ạ. Thế có thấy thằng Hiền Kho, con có bộ Hòa nó chạy qua đây không? Không ạ. Thằng này phen này nó sẽ biết cay cụ. Ông ơi, anh Hiền gây ra lỗi gì với ông Tránh thế ạ? Tội gì à? Hả? Tội tay trời. Thế nhá, tội tay trời, tay trời. Dạ bẩm cụ, phen này ấy, bắt được thằng Hiền ấy thì cá họ được tiền, phải đền vạ, đền tiền mà không thì phải đền mạng. Dạ, ông khua môi múa mép vừa vừa. Nội nhật trong ngày hôm nay, ông mà không bắt được thằng Hiền Kho ấy thì đừng có vác cái mặt về gặp tôi nữa nhá. Dạ, dạ thưa ông Tránh, dù thằng Kho nó biến thành tro, thành bụi, con cũng lôi cổ nó vào đây, dạ để cho ông xử ạ. Đi đi, chúng mày đâu? Dạ. Dạ, lúc làng trên xóm dưới, bắt thằng Hiền Kho vào đây, nhanh lên. Dạ, đi đi, nghe rõ chưa? Ôi giời. Dạ, con đi ạ. Thằng này to gan thật. Cái thằng Kho có bụng hòa to gan thật. Cha. À. Cha tội là do. Thôi 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 được. Thôi được rồi. Không nói nữa, không khóc nữa. Đấy. Mọi người chứng kiến nhá. Bây giờ con đây, con cứ kể hết chuyện cho mọi người biết đi. À, không có lại mang tiếng là tôi là Chánh tổng, tôi đi ức hiếp người Hiền. Dạ thưa cụ Tránh, xin cụ cho chúng tôi được biết là cậu Hiền Kho, cậu ấy đã gây ra tội lỗi gì mà để khiến cho cụ tức tối đến vậy ạ? À? Đấy, con nói đi, nói cho mọi người biết hết đi. Đúng con rồi. Cứ nói đi, không ngại gì hết, cứ nói đi. Cô mẹ kể đi. Cô kể chuyện đi, cô kể hết cho mọi người nghe đi cô mẹ. Dạ, chuyện là... Ông ơi, hả? Ông ăn bưởi ăn bỏ. Tiền đi đi mà tiền. Đã xấu là còn đòi tiền, thế còn quá nữa xin tiền còn không. Đã cái xấu thì còn đòi tiền, không có đứa nào xin. Có tiền quan trả tiền. Ông ơi, con gái nhà mình xinh lắm. Gái nhà mình xinh lắm. Em ơi. Này, cô mẹ đến kia. Em ơi. Ôi. Ông ơi, cái gì? Cô mẹt giống Tránh không ạ? Mẹt giống Tránh à? Vâng ạ. Không dám. Anh chào mẹt. Mẹt ơi, cho anh hỏi này, thế tại sao mẹt ra chợ đông người như thế này lại ăn mặc hở hang thế này à mẹt? Mẹt thích thì mẹt mặc thôi. Mẹt
Mẹ xinh thế. Này, tại sao mày lại lấy quả bầu để mày dí vào cái chỗ hấp dẫn cao sang thế này hả? Lão. Lão. Mẹ xinh quá nhỉ. Cô chị, mày nhòm cái gì nữa hả? Đi chơi cho ngang. Đi. Con đi không? Con đi. Ông là người phải đi chỗ khác ấy. Hả? Thế anh mới là người đi chỗ khác à? Này, có gì gọi anh nhé, anh bảo vệ mẹ. Mẹ cơ mà. Đi à? Thế mình đi nhé. Có gì gọi bảo vệ mẹ nhé. Cáo đứng ra, cáo ra mẹ. Trời lại mưa gió thế này, giờ hai lần mình đi. Ôi. Mày thì già đanh, trông nhăn nheo như là cái quả sấu héo ấy. Mày lại lấy được vợ đâu. Mày thích là mày thích thôi. Đấy, bà con chứng kiến nhá. Tất cả mọi người nghe rõ đầu đuôi câu chuyện rồi nhá. Phen này tôi mà bắt cái thằng Hiền Khờ ấy, nó sẽ biết tay tôi. Đi về. Về. Con này đâu rồi đấy? Con chào ông Tránh ạ. Ui, phe này anh Hiền nát đít rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, làn nước ơi, làn nước ơi, làn nước ơi. Con tôi nó bị oan. Nó dại khờ, nó không biết cái gì đâu. Thầy Đồ ơi. Thầy Đồ ơi, bây giờ thầy giỏi văn giỏi chữ. Thầy thương tôi. Thầy viết một lá đơn chân tình nói rõ sự việc đi, con tôi nó bị oan. Mà tại sao Tuần Linh lại bắt nó, thầy Đồ ơi? Chúng tôi đã nghe chuyện của cô thị mẹ kể về cậu nhà rồi. Rồi rồi. Muốn giúp được cậu nhà bây giờ, chỉ có một người có thể giúp được. Ai? Thầy Đồ giúp tôi nói đi. Ai mất bao nhiêu tiền tôi cũng xin dâng hết tiền ạ. Ai? Chẳng ai xa lạ đâu. Đó chính là ông Khóa Còm, người vừa giỏi văn lại thông hiểu luật lệ của triều đình. Bà cứ đến tìm ông ý, chắc chắn ông sẽ giúp được bà. Thầy Khóa Còm. Vâng vâng, tôi cảm ơn thầy Đồ. Bây giờ tôi sẽ đi gặp thầy Khóa Còm. Vâng. Tôi đi gặp ngay đây ạ. Đây. Đi ra khỏi nhà tôi. Ông đi ra khỏi nhà tôi. Này, sách vở của ông ném cầm hết đi. Đúng là khổ cái thân tôi mà. Ông nhan thì bạc phận. Ông biết ngay, bao nhiêu công của tôi chỉ đốt hết vào ông thôi. Tôi lại đến phải ông trong như thế là rồi. Ôi mình ơi, mình ơi, mình đừng có gào lên nữa. Khổ quá. Tôi đã thi 5 lần 7 lượt nhưng chưa được là vì số tôi nó đen. Mình cứ cho tôi thi thêm vài lần nữa, biết đâu tôi chúng. Tôi làm ông công hương ông hội thì sao? Ông hương ông hội cái gì? Ông á, ông làm ông cống còn không xong ấy, đòi là ông hương ông hội à?
ông làm ông Hương ông Hôi thì đúng hơn ý. Ôi, tôi đi xem quẻ rồi, tôi rút quẻ của ông rồi, ông biết nó màu gì không? Màu gì? Màu đen. Mà nó xấu nhất trong những loại thẻ xấu ấy. Số tôi nó bạc mà, không bao giờ được nhờ chồng cái gì đâu. Bao nhiêu tiền của trong nhà nó chạy theo ông để ông đèn sách kinh sư rồi. Trời ơi, tôi đi chết đây. Mà ông kể cho tôi nghe ngay, ông thi những cái môn gì kỳ vừa rồi hả? Nhiều lắm, nhưng mà thi ăn thì tôi thua trạng ăn. Ôi dồi ôi. Thi đánh cờ thì tôi thua trạng cờ. Sao lại thua? Thi vật thì tôi thua trạng vật. Cho nên tôi đành phải thi chữ. Tôi biết mà, ông có được cái gì ngoài cái môn thi chữ đâu. Đâu kể cho tôi nghe ông thắng ai. Ông thắng ai hả? Bình thường là tôi thắng đấy. Nhưng mà nhưng sao? Luật lệ của trường thi là họ cấm viết ra những cái tên mà phạm húy của vua này, rồi, của hoàng hậu này, rồi, của cung tần mỹ nữ này, của họ hàng thân thích của nhà vua. Cho nên tôi chẳng biết ghi cái gì, tôi đành nộp giấy trắng. Cho nên là lại trượt vỏ chuối ngã chồng cọng. Ôi trời ơi, hai con có mỗi hy vọng cuối cùng của tôi ông cũng dập nốt thì tôi sống để làm gì? Tôi sống để làm gì à? Tôi nói chưa hết, tôi thi không được, cho nên tôi định xin đi làm. Làm gì? Tôi đến bộ công ý, thì họ bảo tôi là người nhỏ bé không có dáng làm quan. Thế sao không đến bộ hình bộ lại mà xin? Bộ hình bộ lại toàn những người mặt to này, tai to mặt lớn mắt híp này. Tôi thì rách như sơ bướp này, nó chỉ có dáng làm ăn mày thôi. Cho nên là chỉ tôi hợp nhất là vai phó thường dân. Này, tôi nói cho ông biết nhá, trong cái quẻ của tôi ý, là cả đời không bao giờ có thể làm vợ của phó thường dân mãi nhá. Ông làm thế nào thì ông làm nhá, còn không ông đi ra khỏi nhà tôi. Tôi không thể chịu nữa, bao nhiêu của cả nhà tôi theo ông đi học rồi. Đến bây giờ, rồi ôi em có biết là tôi phải như thế nào không? Ông đi đi, ông đừng trở về đây nữa, ông đi đi. Tôi đi thế nào được, tôi còn về phải trả nợ chứ. Cũng còn nhớ là nợ cơ đấy. Nhớ chứ sao không? Thì đây nhá, tôi vay 5 phần để mua sách với mua bút nhá. Lãi 7 phân để tôi nuôi sống cái miệng khóa còm này. Tôi vay tôi nhớ hết rồi, cô quên đâu. Ông nhớ ai? Ông nhớ ông nợ ai hả? Ai? Bà nhớ hộ tôi ai nhỉ? Sao mà ông nhớ? Ông có biết cần đi thịt ông ăn trong cần đấy ngày rời là ở đâu ra không hả? Thì bà lấy đâu? Bà Hoa, cái bà mà giàu có và ghê gớm nhất cái làng này đấy. Tôi đã phải lạy đục van xin người ta chỉ để ông ăn. Còn tôi chỉ dám ăn rau ăn cỏ, chỉ mong một ngày ông sẽ làm tôi nở mày nở mặt, ông sẽ làm cho tôi được sung sướng. Mà bây giờ ông trả lại tôi thế này, tôi nợ nần người ta tôi lấy đâu ra giả bây giờ? Sách bút của ông mang hết đi đi, ông đừng ở nhà tôi nữa ông đi. Biết thế thì không ăn thịt, ăn toàn rau nữa mà trả nợ. À, tôi biết cái bà Hòa đấy rồi. Bà Hòa bán thịt lợn, có phải là cô mẹ của cậu Hiền Khờ đấy không? Hả? Đúng rồi đấy. Ông nghĩ ra cách đi. Tôi sẽ nghĩ ra cách để thoát nợ mới được. Chẳng nhẽ cái đầu này lại không nghĩ ra. Ông nghĩ đi nhá. Ông nghĩ xong thì tôi và ông nói chuyện tiếp. Còn nếu không ý, ông đừng về nhà tôi nữa. Kìa bà. Bà ơi, tôi cho tôi vào với. Ông đi đi, đừng về nhà tôi nữa. Không nghĩ ra cách thì ông đừng về. Bác Khóa Còm ơi. Ơi bác Khóa Còm ơi. Ôi kìa. Ôi giời. Bà Hòa. Bác. Có việc gì nữa bà? Giúp em một việc, mở cửa cho em bà em nói chuyện. Vâng, Bình ơi, có bà Hòa sang chơi đây này. Ông đừng có lừa tôi để đi vào nhà nhá. Không nghĩ ra cách giả nợ người ta thì ông đi đi. Khổ quá, tôi nào có dám lừa bà. Bà Hòa sang đây chơi thật đây này. Tôi nói cho ông nghe nhá, bà Hòa mà bà ấy sang nhà mình chơi thì tôi phải nhờ con mụ ghê gớm đấy, nó xé xác ông ra, nó mang ông ra chợ bán thịt chứ nơ. Gớm nhỉ.
hôm nay vợ thầy khóa còm cũng mồm miệng cũng độc mồm độc miệng ta phết nhỉ. Đấy, vừa mới nói đến thì cái hòa thịt lợn tôi đã có mặt ở đây rồi. Chào chị, tôi đứng đây chờ suốt từ nãy đến giờ mà chả mở cửa cho tôi vào là thế nào? Ôi bà, chừa cái mồm hư. Bà ơi bà, em biết lỗi rồi ạ. Thế nhưng mà thưa bà, thực sự nhà em bây giờ không còn một cái gì để trả nợ vào đâu ạ. Xin bà và thư thư một thời gian nữa rồi vợ chồng em sẽ kiếm tiền trả bà. Chứ bây giờ bà có giết chết nhà em thì nhà em cũng phải chịu thôi. Xin bà tha tội từ từ bà hãy đòi nợ bà nhá. Khổ quá, hôm nay tôi sang đây không phải là tôi đòi nợ. Mà tôi sang đây, vâng, tôi muốn nhờ thầy khóa gỡ cho tôi một cái vạ tày đình. Vạ gì hả bà? Là sao ạ? Mà đứng đây không thể nói được. Cho tôi ngồi vào chỗ nào đấy. Mời bà ra đây ạ. Mời bà ngồi ạ. Dạ. Sao bà nói đi. Bà cho xin cốc nước. À vâng ạ, vâng ạ. Đây ạ. Dạ. Dạ mời bà ạ. Vâng ạ. Bà cứ từ từ rồi nói ạ. Bà chuyện gì đấy bà? Hai bác có biết cái cô Mẹt con gái cụ Tránh không? Biết ạ. Cái cô đấy mỏng mày hay hạt, nổi tiếng nhất vùng này chứ gì. Vâng, đấy. Cái cô mà 16 hay là 17 tuổi ấy. Cái bộ ngực nó to cứ như là hai trái dừa ấy. Cái mông thì cứ núng na núng đính đung đa đung đưa cứ như là thuyền gặp sóng ấy. Cái đôi mắt nhá sắc như là rau câu ấy. Còn cái đôi môi ấy thì lúc nào cũng ửng hồng lên cứ mời mọc chào đón ấy. Ôi trời ơi, khổ quá cơ. Em đến đây là để em nhờ bác khóa còm giúp em nói thế nào với cụ Tránh. Thằng Hiền nhà em nó không có cái tội gì cả. Thằng Hiền có nhà bà. Dạ vâng. Nó bị sao? Ôi trời ơi, chứ các bác không biết cái chuyện gì à? Không. Ôi trời ơi, chuyện là thế này. Từ dưng buổi sáng nay chả biết làm sao cả. Thế là thằng con nhà em bị quân nhà cụ Tránh đến nhớ, gô cổ nhốt vào chuồng lợn. Thế là cụ Tránh bảo thằng cu nhà em là nó lấy cái bộ tay của nó thế này này, nó sờ vào ngực của cô Mẹt ý. Ôi trời ơi, nào có sờ đâu, khổ lắm cơ. Cô Mẹt, cô ấy lấy cái bộ ngực của cô ấy, cô ấy cọ vào tay thằng Hiền nhà em. Chứ thằng Hiền nhà em làm gì mà dám sờ vào ngực cô ấy. Khổ ghê cơ. Nếu cái chuyện này mà có thật ý, thì cãi lý là khó đấy. Hả? Sao hả mình? Vì bộ ngực nó không phải tự mà chạm vào tay của người kia được. Chỉ có thằng Hiền lấy tay cọ vào bộ ngực thôi. Ấy! Thế làm gì có cái chuyện đấy? Này nhà bà phải bán cả nhà, cả cửa, cả ruộng, cả vườn đi mà chạy tội chứ. Tôi chết, thế là tội nặng lắm đấy bà. Ôi trời, tôi chết rồi. Tội nặng lắm đấy ạ. Thế sao? Tôi chết rồi. Bác Quả Còm ơi. Dạ. Thôi thì biết này, bác văn hay chữ tốt, bác giúp nhà em, bác thả một lá đơn, bác trần tình giúp hộ em, bác gửi cụ Tránh cứu thằng Hiền con em. Bà có được không hả mình? Bà tưởng giúp là dễ đấy à? Phạm vào cái tội này là phạm vào tội thuần phong mỹ tục. Khéo là bị bỏ tù mọt gông. Không thì cũng bị đánh đòn tuốt xác rồi chứ. Ôi dồi ôi bà ơi. Ôi chết đấy bà ơi. Ông. Ôi chuyện này tôi không giúp được đâu. Cơ hội để lập công chuộc tội mà cứ chối đây đẩy như thế nào mà. Ông có giúp không tôi xé đứt tai ông ra bây giờ. Thôi. Để tôi nghĩ đã. Thôi, nghĩ ngợi cái gì. Bây giờ chăm sự, việc gấp lắm rồi. Chăm sự em nhờ hai bác vào con đấy, gấp lắm rồi. Đi nhanh lên. Con của bà phạm vào cái tội to như núi Thái Sơn. Dạ vâng. Khó rồi đấy. Em biết là to như núi Thái Sơn. Chính vì vậy mà em mới nhờ bác. Đúng thế rồi. Bác ơi, bác còn cách gì bác giúp thằng con nhà em không ạ? Mà ông cụ Tránh lại là người oai phong lẫm liệt nhất cả cái vùng này. Vâng. Là cách nào bây giờ? Bây giờ bác ơi, bác viết một lá đơn, xong rồi bác nói với cụ Tránh xá tội cho thằng cu nhà em nhớ. Tôi không viết được. Viết đơn là nghề của bác cơ mà. Bác có giúp được em không ạ? Tôi không viết được. Bác ơi, thế em đã nói tha thiết như thế mà hai bác không giúp được nhà em ấy ạ? Không. Có giúp được thằng cứu được thằng Hiền nhà em không ạ? Khổ quá, tôi không biết được là không biết được. Không giúp được ấy ạ? Tôi không giúp được. Nếu mà không giúp được thì đã thế này, hôm nay ấy em sẽ phải đi đòi nợ. Em sẽ phải đòi hết nợ để em lấy tiền em chạy tội cho thằng con trai em. Bà ơi, bà bình tĩnh, bà ngồi xuống đã. Bà cứ bình tĩnh ạ.
thực ra là ông nhà em là chỉ làm cao với bà một tí thôi. Chứ còn chắc là sẽ có cách giúp bà. Bà cứ để em bắt ông ấy phải nghĩ ra cách. Chờ em một tí bà nhớ. Ui, ông có đầu óc không hả? Bây giờ ông có nghĩ ra cách nào không? Thực ra ấy, tôi làm vợ ông bao nhiêu lâu nay, ông giỏi cái gì tôi biết hết. Trình độ thơ phú văn chương của ông không đi thi thì thôi, chứ ông mà thi thì ông phải đỗ ngôi tể tướng ấy chứ. Bây giờ như thế này nhá, mình cứ lấy thơ phú mà xóa đi cho nó gọn. Thơ phú nào mà gỡ được cái tội tày đình này? Thì bây giờ ý tôi là thế này nhá, ông cứ mang thơ của ông ra, ông thưa với cụ Chánh đại loại cái ý là con gái của cụ nó cứ phổ phang mà lại có cái bộ ngực nó cứ phốp pháp ra như đúng thế đó. Thì đến bụt cũng phải động lòng. Đúng. Nữa là cậu Hiền đúng. Ngây thơ non tơ nhà bà Hoa đúng không? Bây giờ ý, sự việc nó đã xảy ra rồi, nếu như mà nhiều người biết thì nó chỉ càng thêm xấu hổ mặt cụ thôi. Chi bằng cụ cứ làm một chữ chữ gì? Chữ L đi, thế là xong được không? Bà bảo viết như thế thì ai chả viết được. Nhưng mà cái chính bây giờ ấy là phải sang nhà cụ Tránh ngay. Nói ra cho cụ ấy hiểu và mong cụ ấy thông cảm để mong cụ tha cho. Thế thì bây giờ mọi người phải đi nhanh lên rồi. Không có cụ Tránh giết chết con tôi đấy. Đi luôn. Vâng ạ, nhanh cái chân lên. Nhanh lên, thả dạo lên. Đời thuốc ngủ đa lù đù thôi. Vâng, đi bà. Rồi, nhanh. Rồi có được ăn bạ đâu mà cứ nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Tránh ra. Ôi, chào ông. Chào ông Công. Ô thế à? Công cũng đi ăn bạ làm đi à? Ô, này, thế đã bắt được thằng Hiền Khờ rồi phải không? Dạ, bắt được thằng Hiền rồi không ạ? Ông Tránh đang chờ các ông vào để ăn bạ làm đó. Tôi bảo, nhà cái thằng Hiền Khờ này lắm lợn nhiều nhà, cả làng chúng ta có ăn vạ cả tháng cũng không hết đấy nhỉ. Ông có cao bằng tôi không? Ông đừng có xỏ tôi nhá. Thế tôi hỏi ông, bụng ông có to bằng bụng? Cái này thì tôi thua. Ý chuyện. Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi đi ăn vạ mang theo cái túi. Cái túi này của tôi đựng chí ít cũng được 10 con lợn. Các cụ mà ăn không hết thì tôi mang về. Ông Hương này, ông Tống này, phải nói là cái ông này là tỉnh táo giao phết đi. Mà tôi nói cho ông biết nhá. Cái gì? Ông không bằng tôi đâu. Ông xem đây. Ui giời. Con hỏi thì không phải. Có khi con chui vào đây cũng lọt đấy ông nhỉ. Chứ sao có ai mà cũng lọt đấy nhỉ. Tiếp còn ông Cống. Thế ông mang theo cái gì? Tôi á, bụng của tôi chứa được 5 con trâu. Còn phải mang cái gì? Thôi, chúng ta vào thôi. Tôi mời các ông ạ. Thì chúng ta vào nhỉ. Ta vào đi. Ông bảo nhỏ mà cái gì mà cứ nhỏ mãi thôi. Ôi dồi ôi, sao lâu thế ông ơi? Nhanh cái tay cái chân lên. Rồi từ từ. Mang nước mắm về đây. Hầu đâu? Mang cũ làng ra đây. Ông bỏ ngay cái tính gì nhá. Mấy chục năm nay mà không trừ được cái tính ăn bốc kìa. Nhưng mà con đói quá rồi. Chết thôi, hết cụ thông cảm. Tham ăn tục uống. Ấy bà chồng kìa. Có ăn vác mặt đến sướng thế. Chào bà cụ. Mời bà cụ vào ăn cỗ bà lại. Chào bà Tránh nhá. Chào cụ Lý. Vâng. Từ cụ Tránh này tôi ngửi thấy cái mùi thịt lợn cái này tôi đến ngay ạ. Phải rồi. Mũi các ông thính ngang với mấy con cẩu ở xóm chợ. Ông nói thế là không chính xác. Phải nói chính xác là chúng tôi nghe thấy tiếng chọc tiết lợn.
thì chúng tôi đến đây. Ông Tránh à? Tiếng chọc tiết lợn éc éc. Cái việc của ông là việc thu thuế làng, ông làm xong chưa? Dạ thưa với ông là chưa xong à? Chưa xong à? Chưa xong. Chưa xong ông ở đây làm gì? Ông đi thu thuế làng về đây cho tôi. Đừng đi luôn đi. Dạ vâng tôi đi, nhưng mà tôi đã ăn cái gì đâu ạ? Vậy thì tôi xin đĩa lòng. Dạ. Đứng im đấy. Đứng im đấy, được rồi. Cứ bê lòng đứng im đấy. Ăn nhanh thế. Ai da. Còn cái ông Thịnh Cống già này, ông Cao Kiều này, cái việc của ông ấy là việc trông coi ở ngoài đình. Ông vào đây làm gì? Ông chưa ăn uống gì gì? Ôi trời, mặt thì thế là biết là đói lắm rồi. Thôi được rồi, này, cái đĩa lòng ấy mang ra ngoài kia, hai ông chia nhau nhá. Đĩa của tôi nhớ là phải chia cho các ông Thịnh Cống rồi nhá. Thôi thế hai ông về đi, hai ông về đi. Đi luôn đi. Chào Tránh à, chào các cụ à. Ừ, rồi đi đi. À chúng ta đây, con đâu, con đâu? Ở lại, mày đấm lưng cho ông. Đấm đi, đấm đi. Còn đấm lưng đấm đi. Đi ăn vạ làng có cả người đấm lưng. Ông vừa giấu cái gì đó? Dạ không, có cái bao bé bé. Tôi nói cho các ông biết. Ông đi ăn khao làng, đi ăn vạ làng mà ông mang cái bao tải thế kia. Cỗ đâu mà lắm thế? Dạ bẩm cụ Tránh thì nhà thằng Hiền Khờ nó thịt lợn, nó thiếu gì đâu. Cơ mà ăn vạ cả tháng không hết ý. Ông Lý nhỉ? Hú trời. Thôi đấy các ông ăn đi. Nào, ui mời các vị. Thôi thôi. Mời cụ Tránh ạ. Thôi. Thôi được rồi. Ăn nó vừa thôi. Thôi tính ông như thế, kệ ông thôi. Các ông ăn đi. Mời cụ. À cho mời bà Tránh. Ăn thoải mái đi. Tính cụ ạ. Lòng này, giò này, ngon lắm, cứ ăn thoải mái. Riêng tôi mời cụ ạ. Mời ông. Dạ vâng. Thì ăn cái này thôi. Dạ mời cụ ạ. Bà không phải lo. Thịt ế. Lòng ở ngoài chợ mấy hôm mà không bán là có mùi rồi. Cứ kệ không, cho không ăn cho thoải mái. Ngon không? Dạ ngon ạ. Ngon lắm không? Dạ ngon. Ăn hết đi, ăn ngon. Nhiều vào. Đấy ăn đấy. Ngon. Thôi uống đi, uống đi. Này ăn đi. Quỳ nãy giờ con mỏi gối chưa? Bà ơi, con mỏi lắm rồi. Bà cho con ngồi xuống, không thì con nằm ra đây cũng được. Ông này, ông ăn nó vừa vừa thôi. Đừng có mà mơ nhá. Quỳ lên. Quỳ lên. Tôi là tôi rất thích cái món rồi nhưng mà bà ơi, con đói quá. Bà ông bà cho con ăn đấy. Cái này. Mày làm cái trò gì đấy hả? Mày coi thường các ông à? Quỳ xuống. Này, có tội mà không biết tội. Tao nói cho cái mặt mày biết nhá. Tội của mày là cái tội tày đình. Mày dám ăn oản của đền đúng không? Thế thì mày phải chịu tội nhá. Cứ quỳ ở đấy rồi mà dần dần mà chịu tội đi con ạ. Bà ơi, ông bà cho con xin bát cơm với cả miếng thịt lợn. Chứ không con mà lả con đói ra đây thì ông bà không khiêng được con đâu, rồi con sắp ngất rồi. Mặc sát mày. Ôi con ơi. Ôi bà ơi. Này, cái thằng Tạ Mốt này, mày có thích giống cái con lợn thiêu này không? Các ông ăn đi, ăn thoải mái đi. Lợn ngon lắm. Cả gà ngon. Lợn rất ngon, ngon hơn gà nhiều. Ăn đi. Áo kín kín vào, người ngoài người ta nhìn thấy là không hay đâu ạ. Khoác làm gì? Để cho nó mát. Mặc vào bức bi khó chịu. Mà cái thằng khờ ấy, nó cũng hưởng hết rồi. Bây giờ giữ làm cái gì nữa? Cô. Mày đứng ở đây. Mày đứng đây cô bảo. Cô, nhưng mà cô định làm gì em? Đứng ra đây cô thử xem nào. Cô làm gì em đây ạ? Thế cái cảm giác đấy nó thế nào? Cảm giác á?
em chẳng nói đâu. Giới, thôi, cô bảo nói đi. Không, tại vì cô cũng vừa mới trải qua cái cảm giác ấy rồi, nên muốn hỏi mày xem cảm giác có giống của cô không đúng mà. Không, em chẳng nói đâu. Bà, cô xin lỗi bà. Mày giẫm vào chân bà. Con xin bỏ qua lỗi cho con ạ. Con dậy này mắt mũi mày để đi đâu hả? Mày giẫm vào gãy chân bà thôi. Dạ, chỉ tại con thương cô con quá thôi ạ. Thương cô quá? Mày không được câu nào tử tế hơn câu đấy à? Nhưng mà con thương cô con thật lòng. Biến ra kia. Dạ, con xin phép bà. Đúng là quỷ ong tay áo. Ơ kìa, lúc sao mà mặt cái đần ra như thế? Gì? Thế khi nào thì cha con xử thằng cờ kia? Ăn xong thì xử, chứ còn làm sao nữa. Ô, này, mà dì ơi, thế xử nó có nặng không ạ? Nặng không á? Này, không phải là nặng nhá, mà phải cho tù một gông ấy nhá. Ôi dồi ôi, thế quá. À, con bảo này, hay là bây giờ nhá, mình tha cho nó, xong rồi mình đưa nó về, nó làm người hầu cho dì con mình, thế chẳng tốt hơn hả nhở? Thế à? Tha cho nó à? Vâng. Để nó về nhà mình nó làm người hầu à? Tốt quá à? Tốt cái đầu mày nhá. Rồi ôi, thầy mày nuôi mày đến gần này rồi, mày báo hiếu thầy mày như thế hả? Nhà mình là nhà danh gia vọng tộc, thiếu gì người ăn kẻ ở đâu mà mày tha cái thằng hờ về để nó phá nhà ra. Dời ơi. Hay là mày thương xót nó hả con? Tao nói cho cái mặt mày biết nhá, mày ở yên đây nhá, cấm đi ra ngoài. Tao gọi mày được ra nghe chưa? Còn chả cái. Ông ơi, ông ăn bưởi ăn bỏ ấy. Tiền đi mà tiền. Đã xấu là còn đòi tiền. Thế còn gồm quá nữa xin tiền còn không. Cả cái xấu đấy còn đòi tiền. Không có nơi nào xin cả. Con gái nhà mình xinh lắm. Gái nhà mình xinh lắm. Em ơi. Này, con mẹ đến kia. Em ơi. Ông ơi, cô mẹ giống Tránh không ạ? Mẹ giống Tránh à? Vâng ạ. Không dám. Anh chào mẹ. Mẹ ơi, cho anh hỏi này, thế tại sao mẹ ra chợ đông người như thế này lại ăn mặc hở hang thế này à mẹ? Mẹ thích thì mẹ mặc thôi. Mẹ. Cô chị, mày nhòm cái gì đó? Hả? Đi chơi cho ngang. Đi. Con đi không? Con đi. Ông là người phải đi chỗ khác ấy. Hả? Thế anh mới là người đi chỗ khác à? Này, có gì thì gọi anh nhé. Anh bảo vệ mẹ. Đi à? Thế mình đi nhé. Có gì gọi bảo vệ mẹ nhé. Cóng ra. Cóng ra mẹ. Trời lại mưa gió thế này nhở. Hai lần mình đi. Ê Tây, bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi, bà con ơi. Tôi Nhà ngươi dám. Ê, mẹ ơi, xấu hổ thế này đi.
Thằng Hiền đâu? Thằng Hiền đâu? Con chào ông Chánh ạ. Dạ. Con chào ông Chánh. Ông Chánh ạ. Chúng mày có thấy thằng Kho, con Vũ Hoa ở trong chùa không? Dạ. Dạ. Không ạ. Không ạ. Thế có thấy thằng Hiền Kho, con Vũ Hoa nó chạy qua đây không? Không ạ. Thằng này phen này nó sẽ biết tay cụ. Ông ơi, anh Hiền gây ra lỗi gì với ông Chánh thế ạ? Tội gì à? Hả? Tội tay trời. Úi thế nhá, tội tay trời, tay trời. Dạ bẩm cụ, phen này ấy, bắt được thằng Hiền ấy thì cá họ được tiền, phải đền vạ, đền tiền, mà không thì phải đền mạng. Ăn vạ rồi, có được ăn vạ đâu mà cứ nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Tránh ra. Bảo nhỏ mà cái gì mà cứ nhỏ mãi thôi. Cô khoác áo kín kín vào, người ngoài người ta nhìn thấy là không hay đâu ạ. Khoác làm gì? Để cho nó mát. Mặc vào bức bi khó chịu. Mà cái thằng khờ ấy, nó cũng hưởng hết rồi, bây giờ giữ làm cái gì nữa? Cô, mày đứng ra đây. Mày đứng đây cô bảo. Cô, nhưng mà cô định làm gì em? Đứng ra đây cô thử xem nào. Cô làm gì em đây ạ? Thế cái cảm giác đấy nó thế nào? Cảm giác á? Em chẳng nói đâu. Giới, thôi, cô bảo nói đi. Không, tại vì cô cũng vừa mới trải qua cái cảm giác ấy rồi, nên muốn hỏi mày xem cảm giác có giống của cô không mà. Không, em chẳng nói đâu. Bà, cô xin lỗi bà. Hầu đâu? Ra ngoài này dọn cho ông. Hầu đâu? Dạ. Mang cái đĩa bát ra đây cho ông. Dạ. Dọn nhanh khẩn chưa? Ăn xong là hút ngay. Tôi biết tính ông rồi. Dọn hết đi. Đấy. Bây giờ cơm no rượu say rồi. Này, dạ. Mà tôi nói cho hai ông biết nhé. Đồ ăn thức uống nhà tôi ăn bây giờ chập tối nó mới ngấm, nó mới bổ. Bây giờ ta vào việc chính thôi. Bây giờ ta xử cái thằng khờ này. Mày đâu? Đó. Cho thằng khờ ra đây đi. Lôi nó vào đây. Quỳ xuống. Đấy, quỳ. Khờ. Dạ. Bây giờ mày biết tội của mày chưa? Trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, dạ, con lạy các quan ạ, con lạy các quan ạ. Ôi trời ơi, con ơi, dạ, con lạy các quan. Con xin các quan giơ cao đánh khẽ ạ. Con trai của con nó bị oan ạ, đây bu đây. Trời ơi, con bỏ cái tay ra. Hả, oan nó cứ nói gì? Để yên cho làng con xử nhá. Con mụ này. Dạ. Chỉ được cái già mồm thôi. Được không ạ? Này, cái thằng tạ mốt này tội rất nặng. Quấn ạ, chuẩn.
bị phạt 1.000 nén bạc và đánh tuốt xác. Bác Hòa ơi, bác nói một câu gì giúp em với à? Mọi việc để tôi lo liệu. Dạ. Sao? Bẩm các ông ạ. Dạ, đây đích thì là một vụ án rồi ạ. Trời ơi, ông nói chả là vụ án này là vụ gì. Mà án này gọi là án nặng. Đã là vụ án thì phải có nguyên cáo và bị cáo chứ ạ. Đúng. Dạ, bên bị thì đã bị ngài bắt rồi ạ. Còn nguyên cáo là thị mẹt nhà ta. Dạ, xin các ông hãy cho mời thị mẹt lên để đối chất ạ. Dạ, thưa cụ Tránh, nó nói có lý đấy. Mình là xử án của làng thì mình phải xử cho nó chuẩn. Dạ, cứ cho nó ra đi ạ. Giữa thanh thiên mạch nhật ý, ông cứ gọi con mẹt nó ra đây xem nó nói như thế nào. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Cứ gọi ra đây. Được, cụ cứ gọi ra đây ạ. Mẹt ơi, con mẹt đâu? Mẹt à! Mang trả ra đây. Mẹt Tránh ra. Cha cho gọi con ạ. Này mẹt, hai ông làm cái gì đấy? Dạ, ông à, dạ xem nó ra chưa. Vừa vừa phai phải thôi nhá. Dạ, này, bây giờ sự tình nó đã rõ rành rành như thế này. Mẹt, bây giờ con kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Cái thằng Chử Văn Hiền này nó chộp cái đôi quả phúc của con như thế nào, nói rõ cho ta và mọi người biết. Con không nói đâu. Đằng nào cũng 2 năm rõ 10 ra cả rồi. Đúng. Này, giữ mãi che mãi giữ mãi, cuối cùng cái thằng cả mốt ấy, nó lại chộp cái chi lại thế mới lại. Này, con cứ nói hết ra. Dạ, xin cho hỏi, lúc cô bước chân ra khỏi nhà là lúc gió ngược hay gió xuôi ạ? Gió ngược hay gió xuôi hả con? Từ từ, để đi thử lại đã. Gió ngược hay gió xuôi hả? Gió ngược đấy, thì sao nào? Vâng, gió ngược, chính ngọn gió đấy đã thổi bay yếm đào của cô ạ. Cho nên cậu Hiền đây mới nhìn thấy Oản, mới liều thân lao vào để thắp hương đấy ạ. Dạ, thấy Oản thắp hương ạ. Dạ, thưa quan. Hả? Dạ. Xin cho khóa con có một ý kiến được không ạ? Cứ nói vậy nào. Dạ vâng, thực ra là nếu như mà ngôi đền thiêng thì người ta đi qua, người ta phải ngó vào trong để người ta xem có Oản hay không, đúng không ạ? Đúng. Vâng, chứ còn nếu như đền mà không thiêng ấy, chỉ có 2 ông phỗng như thế này thì ai người ta thèm nhìn, có phải không ạ các ông? Đúng quá thì... Cha ơi, người ta nói là con là đền thiêng, cho nên là anh ý muốn vào để thắp hương. Dạ, người đền thiêng mà thắp hương ạ. Thôi, cha tha cho anh ý đi ạ. Thôi, việc gì đến ông hả? Dạ. Ông cứ biết cái gì? Này, đền thiêng mới phải giữ, phải trông nhé. Đứa nào vừa đụng vào, ông phạt thật nặng. Mày, tội của mày là tội chết treo. Dạ, ông cứ phạt cho mày chết nhá. Dạ bẩm ông, đúng là tội của cậu Hiền to thật ạ. Nhưng dạ bẩm ông, phải liều như thế thì cụ mới để ý đến nhân tài của đất nước mai sau đấy ạ. Ôi giời, anh Khóa nói thế nào đấy? Nhân tài đất nước mai sau á? Cái thằng Chử Văn Hiền này, con nhà hàng thịt lợn mà là nhân tài á, nó có tài gì? Nó chỉ có tài đi chụp oán chứ tài cái gì. Đúng rồi. Dạ, nhìn tướng tay, tướng mặt của anh Hiền thì đích thị là ông trạng của quê ta đấy ạ. Thôi, cái gì đấy? Dạ, ông quá đài đấy. Dạ, bẩm ở đây nhá. Dạ,
tôi mới có quyền quát. Hoặc là bà ba mới có quyền quát nhá. Dạ, dạ không quát cụ đâu ạ. Dạ con quát cái thằng kia. Dạ thưa cụ Chánh, cụ không tin vào miệng lưỡi cái thằng này. Dạ trong bụng nó nhiều chữ lắm, cho nên nó nói ngược cũng được, nó xuôi cũng được, nó nói gì cũng được ạ. Này, ôi giời ơi, sợ gì, cứ để cho nó nói. Có lý thì ta tha, nếu không ta phạt thật nặng vào. Đúng. Không những phạt là con phải bắt vạ nhá. Dạ cụ nói thì con xin nghe, nhưng quả thật là cậu Hiền đấy có thần thái của một ông trạng đấy ạ. À. Thôi, thần trạng gì? Có mà trạng lợn ấy. Đúng là trạng lợn đấy. Dạ, dạ bẩm cụ, cụ thật là tinh tường ạ. À. Dạ, đúng là trạng lợn đấy ạ. À. Dạ, cậu họ chữ đây là đúng là trạng lợn. Đã có trạng cờ, trạng ăn, trạng vật, thì tại sao lại không có trạng lợn ạ? À? Trạng lợn mới là thật sự giỏi giang đấy ạ. À. Cái thằng chữ Văn Hiền này, một chữ bẻ làm đôi không biết là cũng là trạng là thế nào. Ông chỉ có mà nói khoác thôi nhá. Nói khoác nói phét. Dạ, nhân tài thường hay giấu mặt à. Dạ, kẻ thông kinh sử thường hay là giả vờ ngu ngơ. Dạ, dạ, xin ngài chớ bỏ qua trạng lợn, vì nếu ngài bỏ qua thì sẽ bỏ phí một chàng rể rất là thông minh đấy ạ. Cái anh Khóa này, anh cứ quả quyết cái thằng chữ Văn Hiền này là có tài, anh chứng minh đi xem nào. Chứng minh xem nào. Dạ thưa cụ, tướng số thì có bao giờ nói sai đâu ạ. Dạ như cô mẹt nhà ta phải có kỳ duyên, cho nên bộ ngực kia mới chạm vào được tay của trạng lợn đấy ạ. Đúng quá cơ. Anh ấy là trạng, cho nên là anh ấy mới chạm được vào ngực con, làm cho con rụt bắn hết cả lên. Nhưng mà nếu như mà cha vẫn đang còn hồ nghi thì theo con là cha cứ để cho anh ấy thử đi. Ôi, con danh này, mày ăn phải hơi của cái thằng tạ mốt này rồi. Dạ, dạ thấy chưa, thấy chưa đấy. Dạ thưa cô, đấy nhìn phong thái của anh Hiền kìa, đúng là trán cao, miệng rộng, tai Phật, đúng là dáng trạng đấy ạ. Dạ thưa cô, sớm nay anh Hiền đã chạm vào một bên hay hai bên ạ? Dạ thưa cô, sớm nay anh Hiền đã chạm vào một bên hay hai bên ạ? Mấy hả cô? Để con nghĩ. Còn nói phụ thế một hay hai. Hai bên. Ôi trời ơi. Hai bên hả cô? Qua đây coi thế thì tốt quá rồi ạ. Có nghĩa là duyên tiền định ý. Phải gọi là một cái gì đấy quá tuyệt vời đấy con lớn hả? Trời ơi, nhà chị này nữa. Ôi trời ơi, thôi. Một bên nó khốn nạn rồi, con cả hai bên thì chết hẳn à. Thằng kia đã... mày nói gì đi chứ? Mày nói đi, nói đi. Mày quỳ mà nói cũng được. Quỳ như thế nói tao nghe xem nào. Ấy. Đã là trạng chỉ có quỳ trước nhà vua thôi. Dạ đúng không ông Chánh? Thôi được rồi. Nhưng mà bây giờ mày phải chứng minh mày là trạng. Chứng minh tao xem nào. Dạ xin ngài cứ thử tài ạ. Ông hỏi ai ạ? Ôi giời. Tao hỏi mày là trạng, mày phải chứng minh mày là trạng. Tao hỏi mày, thằng tạ mốt kia, thì tại sao mày lại dám ấy? Con gái tao. Dạ bẩm ông, con không có tội ạ. Mày bảo mày không có tội, tội mày dành ra như thế này mà không có tội. Dạ con không có tội ạ. Tất cả là tại ngực của cô ấy. Anh này, tôi nói cho anh biết nhá. Anh ngoa nó vừa thôi nhá. Rõ ràng lúc đấy tôi thấy anh còn ngẩn hết cả da cơ mà. Nhưng mà cô cũng đỏ mặt đấy còn gì nữa. Thôi, rõ ràng là cô thích tôi. Này, tôi nói cho anh biết đấy là do anh thích tôi. Nhưng cô cũng thích tôi. Này, anh thấy tôi trước cơ. Rõ ràng là cô thích tôi. Thôi. Đợi đấy, để ta tính đã. Không sợ, để cho quan tính. Anh chết ơi. Cô đang đợi ai đây?
hay Cúc thấy hầu ta đi qua đây lên. Nên nên anh hầu tưởng tôi ngồi đây đợi anh hầu cái gì. Xin lỗi anh hầu nhá, tôi là tôi không có thiện tình với mấy cái người mà mặt dỗ, mắt thì tí hí mắt lươn. Mời anh về cho, anh mà đứng đây á, tôi nóng tính lên thì đừng có trách. Thì sao? Nói thật cho Cúc biết nhá, ta đây là thân phận hầu, nhưng cũng hầu thuộc dòng dõi nhà quan nhá, chứ không như em, chỉ là dân đen. Nhưng cũng được cái trắng trẻo này, xinh gái, và bàn tay thì... Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Đào ơi, Đào ơi, Đào ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Anh cứ bình tĩnh mà thở mà nói đã. Mà anh hẹn hò kiểu gì đấy? Không, anh định ra sớm cơ. Nhưng mà có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng mà chuyện lớn là chuyện gì ạ? Anh Hiền, anh ý không biết tại sao lại sờ vào chai cấm của cô Thị Mệt, con ông Chánh Tổng. Bây giờ ông Chánh Tổng đang bắt giải anh Hiền để phạt vạ rồi. Nhưng sao lại có chuyện đấy ạ? Tôi chết rồi. Thôi em phải về đây. Anh Hiền ơi, anh Hiền. Chờ anh với. Cái vụ xử phạt này thế mà lằng nhằng quá. Tôi mệt cả như thế này mà vẫn chưa xong. Cứ như lời cái ông Khóa nói là thằng này mày cố tình chạm vào người con gái tao để được gần tao phải không hả? Không ạ. Dạ đúng thế đấy ạ. Dạ thằng này nó bảo không, sao ông lại bảo đúng là thế nào? Dạ để tôi nói ạ. Cụ Trạng Lợn đây nghe nói là cụ Tránh cũng hay chữ, cho nên liều mạng để đến đây để thử tài đấy ạ. Đúng chứ, nghĩa là tôi có tiếng ở cả cái tổng này. Nó tuổi gì mà dám so chữ với tôi nhỉ? Tuổi thử đấy. Này thử cách nào hả? Dạ bây giờ xin cụ Tránh hãy ra vế đối để bắt cậu Trạng đối lại ạ. Dạ vâng ạ. Nó mà lại dám thử tài với ta. Mày nhá, tao nói cho cái thằng Hợi này biết nhá, cái của con gái tao ấy nó như cái hương án mà mày lại dám sàm sỡ cái tội mày là tội chết treo nhá. Ra rồi. Ra ngay rồi. Vế đối của tao đấy. Hương án, mày đối đi. Đối đi. Hương án à? Ông lão không biết hai cái ấy như thế nào rồi. Sao lại vuông thành sắc cạnh như hương án được? Phải tròn chỉnh, mềm mại như hai cái bánh rán tẩm đường chứ. Đúng rồi, bánh rán. Ông ra vế đối là hương án. Tôi đối lại là bánh rán. Hay quá nhờ ra nhờ. Hay cái gì? Mày thì biết cái gì? Đúng là đàn bà. Vế đối của tao là hương án. Hương án là cái nơi linh thiêng và thanh cao. Mày lại đối với là bánh rán. Mà bánh rán là cái chỗ tầm thường. Mày là trạng gì? Có mà trạng trâu trạng bò à? Trạng gì? Dạ bẩm cụ Tránh, tôi đứng ngoài tôi nghe đã hiểu ạ. Dạ cụ Trạng đây đối là bánh rán, tôi nghe cũng chuẩn đấy ạ. Cụ nghe tôi giải thích ạ. Cụ ra vế đối là hương án. Có nghĩa là nói chơi chữ là tốt vàng son đúng không ạ? Hương án tốt vàng son đúng. Vâng, thế cậu Trạng đây là đối lại là bánh rán, thì bánh rán là ngon mật mỡ. Dạ tốt vàng son đối lại với ngon mật mỡ, tôi nghe cũng chuẩn đấy ạ. Hương án vâng, tốt vàng son vâng, bánh rán ngon mật mỡ.
được, ta cũng cho là tạm tạm. Làm ba rồi, hay quá. Đúng là cụ Tránh nhà mình tám lạng luôn. Cái gì đấy? Chị cái làm gì? Sao đấy? Làm sao? Trạng lợn của mình nửa cân, ăn gì cụ Tránh ăn đúng rồi, không hề kém. Này. So làm sao được với ta hả? So làm sao được? Dạ, cậu Trạng đã đối đáp được rồi. Cụ đồng ý tha tội cho cậu ấy chứ ạ? Tha là tha thế nào được? Mới có một câu thôi nhá. Mà tao nói cho mày biết nhé. Ta phải kiểm tra xem là cái thằng Hợi này nó có đúng là có kiến thức thâm nhau hay không đã. Đúng. Dạ, xin cụ cứ ra với đối ạ. Đối thế này cả trăm câu tao cũng đối được tất. Lần này tao sẽ ra vế đối cực kỳ khó, hiểm hóc. Mày không bao giờ đối được đâu. Chuyến này kỳ này mày mà không đối được ấy, ông ấy là ông buộc mày vào gốc câu. Ông cho mày một trận dư tử, có hiểu chưa? Cho mày trận dư tử á? Lại ra rồi. Ra gì đấy ạ? Ra rồi. Mở bà ấy. Ra rồi. Vế đối của tao là cây câu. Mày đối đi. Cây cao. Hả? Cây cao về con đấy, con đấy. Ông lão định nói gáy ta. Lúc đấy chạm vào cô ạ. Ta đứng đực ra như cây cao chứ gì. Đâu có. Chính là ả mẹt rúm gió người lại. Như con cua thu mình vào cho con đách nuốt đi chứ. Như con cua. Phải rồi. Con cua. Đúng rồi. Ông ra về đối là cây cao. Vậy ta sẽ đối lại là con cua. Con cua. Thế tại sao mày lại đối lại là con cua? Con cua là thế nào hả? Con thế nào hả con? Dạ. Con nói đi. Dạ bẩm cụ Tránh, khóa tôi đứng ngoài nghe đã hiểu hết rồi ạ. Hiểu thế nào? Cụ ra với đối là cây cau. Chính xác. Ý cụ nói là cụ như cây cau, đứng giữa trời thẳng băng ạ. Đúng. Dạ như nói theo lối chơi chữ, có nghĩa là nhất trụ kình thiên. À đúng. Ta ra vế đối là nhất trụ kình thiên ấy. Dạ Trạng, tôi ra vế đối là con cua. Dạ con cua thì nó có tám cẳng. Dạ tám là bát. Dạ cẳng là túc ạ. Có nghĩa là bát túc hoành địa. Ôi trời, nhất trụ kình thiên đối với lại bát túc hoành địa. Nghe cũng ổn đấy chứ ạ. Nhất trụ kình thiên. Dạ. Bát túc hoành địa. Được. Ôi trời ơi. Ông Khóa nói thế ta cũng cho là. Dạ dạ. Cho, cũng cho. Được. Hay quá. Đã tha chưa ạ? Thế. Cha đã tha tội cho nhì chưa? Mày. Con với cải. Chỉ được cái thế là nhanh. Mày. Tất cả là tại mày. Tại mày mà ra hết. Tha là tha thế nào được, từ từ để ta còn tính. Thôi được rồi, trước mắt cởi trói ra. Cởi trói ra. Xem nào. Ôi trời ơi. Được, cái thằng này hóa ra cũng được đấy. Mặt mũi khôi ngô đáo nè. Ôi trời, dạ vâng ạ. Mặt nó to thế này này, nó mới phúc hậu. Vâng, đúng ạ. Biết đâu cha có khi lại gả không mày cho nó. Nhưng mà anh ý là con của nhà bán thịt lợn mà cha lại là chính tổng danh giá nhất trong làng cơ mà. Biết đâu được. Bây giờ nó là Trạng Lợn, có khi sau này nó là Trạng Quỳnh. Ui. Này, nó lại ngồi tít trên cao ấy. Lúc đấy bố bà đây này, có khi là ở tít ở dưới vái vọng lên. Huống hồ mày về làm dâu nhà đấy, tao càng được lợi. Mà mày biết tính bố mày rồi còn gì nữa. Bố mày đây này, chỉ thích tiết canh lòng lợn buổi sáng thôi. Nếu mà cha đã nói thế rồi thì cha đặt đâu
con xin được ngồi đấy à? Mày gì thế là nhanh nhỉ? Con thế nào? Thế các ông với mọi người xem tôi nói như vậy có lọt tai không? Quá lọt. Dạ bẩm cụ Chánh, cụ nói như vậy là chúng con lọt tai lắm ạ. Dạ, dạ khâm phục khẩu phục cụ lắm ạ. Dạ thế mới được chứ. Dạ thưa cụ Chánh ạ, đằng nào thì ông quan cũng xuôi rồi à, mà chúng ta đang vui vẻ như thế này hay là ông nhận cầu trạng lợn làm tế tử ông đi ạ? Hả? Dạ. Đã chết đâu mà tử sớm thế? Ấy ấy khai. Đã tế đâu mà tử sớm thế? Đâu mà. Mọi người chậm tử tôi nói được không? Cứ cười như thế cũng không nghe tôi nói gì đâu. Con có bảo ông tử đâu ạ? Mà ý con nói tế tử ở đây có nghĩa là con rể đấy. À đúng đúng. Con rể. À, vậy ông có đồng ý không ạ? Trời ơi, thế thì cứ nói tuyệt ra là còn chữ với chả nghĩa đây đi. À vâng. Thế nào ạ? Được rồi. Nếu con gái ta ưng thuận thì ta sẽ công nhận thôi. Ôi. Thế này ạ. À, hôm nay là ngày đẹp này, rồi ngày lành tháng tốt. Toàn gật một cái thế là cho bà Hòa u về nhà lo xính lễ rồi mang sang đây để xin quan rước cô mệt về nhà được không ạ? Ôi trời ơi, được như thế thì còn gì bằng nữa. Dạ. Mẹ con là cứ đội ơn cụ Chánh lắm. Dạ. À. Dạ thưa cụ. Ừ. Cụ ừ đi ạ. Cụ có ừ không ạ? Ừ thì Ôi trời ơi, hay. Kìa cậu. Thì đằng kia nói gì đi? Tớ có biết nói gì đâu. Ấy nói gì đi? Đây không nói. Ấy mà không nói là đây đi về đấy. Đi về thì đây cũng về. Dạ. Dạ. Chuyện lấy vợ lấy chồng là chuyện đại sự, không nên vội vàng để dễ phạm vào thiên ý ạ. Dạ. Phạm vào thiên ý là thế nào? Là thế nào? Dạ, trạng nhà tôi là có tướng làm trạng nguyên. Hãy để cho cậu ấy rùi mài kinh sử để lúc mà vinh quy bái tổ lúc đấy cũng chưa muộn. Thôi được rồi. Thay mặt bà ba, tôi quyết như thế này. Đây có cả các chức sắc ở trong làng với mọi người nữa. Dạ. À, tôi nhất trí cho hai đứa nó hai nó đi lại với nhau. Dạ. Đi lại là trong bước đường tìm hiểu với nhau nhá. Dạ. Còn cái chuyện cưới xin ấy thì khi nào cậu Hiền đỗ trạng lúc đấy tôi mới cho cử hành hôn lễ. Mọi người nhất trí nào? Nhất trí. Nhất trí không? Nhất trí.